Hello mọi người, bữa nay mình về được một số máy đây qua tầm trung, có học sinh, có sinh viên, có phụ huynh có luôn nha. Và một số dòng cần đây qua. Đây qua Rockfire, đây qua Swiftfire, Rockfire X, Blazon EX, Agit X, Tatula. Thì dòng cần mình sẽ review cho các bạn xem ở clip sau. Bây giờ mình sẽ cho mấy bạn xem máy trước. Thì mình sẽ đi sơ qua các loại máy ha. Và giá tiền thì mình sẽ báo giá công khai ở bên dưới clip này. Mọi người cứ bấm vô mô tả video sẽ thấy nha. Đây qua này mình về được đây qua Rim nè, MGZ nè. Đây qua Rim đúng không? MGZ nè, MGS nè. Đó. Đây qua Rework nè. Đó, mấy bạn đang cứu xe này khá là nhiều đây. Reward 2500 và 3000. Đó. Đây qua Reward và đây qua Reward TR. Đây qua Reward File nè. Con cái hộp màu vàng, con máy màu trắng nè. Đó. Đây qua Sala, Salamandura. Thì con này có giá là 7.800.000 nè các bạn. Đó. Đây qua Swiftfire 2500. Con này giá rẻ nè, 400.000 thôi. Đó. Đây qua Reward TR. Đây qua tiền duyên nha. Đó. Đây qua Exceller 2500 và 3000. Và cuối cùng là đây qua Legalit. Rồi ok, mình sẽ mở cho các bạn xem từng dòng máy như thế nào nha. Đó. Trước mặt mọi người đang là cái mẫu máy Salamandura nha, 2500. Hiện tại mình đang có size 2500 và size 3000. Salaman. Mình kêu ngắn gọn là con Sala để cho dễ ha. Con này cực kỳ xịn luôn nha mọi người. Dành cho anh em đam mê có điều kiện đây. Sala. Con này thì giá nó 7.800.000. LT 2500 và 3000. Thì trong clip này là mình sẽ quay cho các bạn xem sơ thôi. Những clip sau mình sẽ quay rõ, phân tích rõ cho các bạn nghe. Đây qua Sala. Thì thông số con này nha mọi người. Tua là 6.2, trọng lượng là 108, tải cá là 10kg ha. Mặt đạn là 9 mặt đạn nha. Tiếp theo đây là con đây qua Reward TG nha các bạn. Reward TG mình kêu là Reward Tiền Giang. Có hai size, đó là size 2500 và size 3000. Thông số của con size 2500 đây, gia 6.2, tải cá 10kg và bạn là 4 nha. Con này thì made in Việt Nam nha các bạn, sở hữu Việt Nam nha. Tất cả các dòng đây qua đều quay cực kỳ im. Con Reward TG này á thì nó dạng màu nâu xám nha các bạn. Đó. Đây. Reward TG 2500. Nếu như mình báo giá bên dưới video này ha. Còn những máy này mình sẽ làm chi tiết sau cho mọi người xem nha. Tiếp theo đó là con đây qua SL. Mình cũng có xe 2500 và xe 3000 luôn. Đó. Kia là 6.2, tải cá 10kg luôn nha các bạn. Bạn là 5 mặt bạn. Đây. SL. Cái con này hơi bị xịn luôn nha các bạn. LT Lightwood SL 2500 XH. Đây qua tiếp theo đó là con đây qua Legalit xe 500 và xe 3000. Đây, đây qua Legalit. Dòng nào cũng im, dòng nào cũng ok hết nha mọi người. Đây qua Legalit 2500 và 3000.
xe khác không? Còn em ghét anh là gì, em làm sọc 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 vậy tao. Con này là made in Việt Nam nha các bạn. Đây là Legalist. Thông số con này 6.2, tại cá 10 kg, mặt đạn là 5 nha các bạn. Tiếp theo đó là con Daiwa Reward 2500 một 3000. Đây, con Reward này. Con này thì giá nó rẻ hơn con Reward Tiền Giang nha mọi người. Con này đánh này cực kỳ im luôn. Trước mình có làm cho các bạn một bộ combo 2.3 với con Reward này rồi đó. Dòng đây qua chơi rất là sướng nha các bạn. Reward 2500 CSH, có xe 2500 xe 3000. Con này cũng lắp ráp ở Việt Nam luôn nha. Mình sẽ cho các bạn xem sơ thông số của nó ha. Ghi là 6.2, tại cá là 10 kg, hoặc đạn là... Tiếp theo đây là con Daiwa Prim LT2500. Đây. Con này thì siêu mướt luôn nha. Con này có giá 2.6 nha các bạn. Con này hẳn mình đã có quay một clip riêng cho các bạn xem rồi đó. Daiwa LT Lightus 2500 Daiwa Prim XH. Con này cũng made in Việt Nam luôn nha. Nó bị mướt á. Mình đọc thông số con này sơ cho các bạn xem ha. Ghi là 6.2, tại cá là 10 kg, hoặc đạn là 5 nha các bạn. Đây là Dream. Tiếp theo là con Daiwa Crossfire nha. Có mình có xe 2500 và xe 3000 luôn. Đây, con màu bạc đây. Con này huyền thoại luôn nha. Con này mình cũng đã có làm combo cho các bạn rồi. Con này quay nó khá là đầm nha các bạn. Ném mồi rất là xa luôn, giá tầm trung luôn. Đây qua Crossfire. Mình sẽ cho các bạn xem sơ thông số con này ha. Con này là gear 6.2, đại cá 10 kg, hoặc đạn là 1 nha. MGS 2500. Đây. MGS 2500. Quay rất là một luôn mọi người. Made in Việt Nam luôn. MGS 2500. Rồi ok, mình báo giá mình dưới video này ha. Mọi người yêu thích con máy nào thì cứ liên hệ với mình nha. Mình gửi hàng tới ngân hàng kiểm tra với thanh toán nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người.